Ngày 9 tháng 11, chính quyền Israel đã công bố số liệu về cuộc chiến với Hamas vốn bùng phát từ hôm ngày 7 tháng 10 đến nay. Cụ thể, đã có khoảng 9.500 quả tên lửa, rocket và hàng chục máy bay không người lái được phóng về phía Israel từ dải Gaza, Liban, Syria và Yemen. Hệ thống phòng không của Israel đã thực hiện hàng nghìn vụ đánh chặn thành công ở mọi cấp độ phòng thủ, từ khu vực núi Duf ở miền Bắc tới Biển Đỏ ở miền Nam. Cùng thời gian này, quân đội cũng đang chuẩn bị cho các kịch bản cực đoan hơn như khả năng mở thêm chiến trường hoặc khu vực xung đột mới. Lần đầu tiên, các hệ thống phòng không đa tầng của Israel như Iron Dome, David Sling, Diamond và Aerostree đã phải hoạt động liên tục. Theo số liệu của người phát ngôn quân đội Israel, trong vòng 4 giờ đầu tiên của cuộc chiến, khoảng 3.000 quả tên lửa và rocket đã được phóng vào lãnh thổ quốc gia Do Thái. Trong khi cuộc chiến tranh Liban kéo dài 34 ngày hồi năm 2006 thì có 4.400 quả rocket được phóng đi, và trong chiến dịch bảo vệ đường biên giới kéo dài 51 ngày năm 2014 có khoảng 4.500 quả rocket